Bạn đã biết gì về Galabarrot Finland Iguana? Đây là một dòng Igu vô cùng đặc biệt vì nó sở hữu một cái vẻ bề ngoài rất là ngầu nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Và đây là một trong những loài mới được phát hiện gần đây nhất của đảo Galabarrot. Rồi, bây giờ cùng nhau khám phá nha. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Galabarrot Finland Iguana là một trong những cái loài được mô tả gần đây nhất của đảo Galabarrot. Nó cũng là một cái loài lâu đời nhất về mặt di truyền được ghi nhận. Và cái số lượng cá thể của nó hiện nay chỉ còn khoảng 200 con. Sống rất là cục bộ ở trong một cái phạm vi rất là hẹp trên một cái sườn của núi lửa. Và cái ngọn núi lửa này có tên là Sói. Chính vì vậy nó là một trong những cái loài dễ bị tổn thương nhất ở đảo Galabarrot. Bởi vì sao? Bởi vì ngọn núi lửa ở đây vẫn còn đang hoạt động. Cái từ này nó khó đọc, mang đọc nó liếu lưỡi hoài. Galabarrot Finland Iguana. Nó không khó đọc mà nó quá dài đi. Lần đầu tiên được phát hiện và ghi nhận vào năm 1986 bởi các nhà kiểm lâm của công viên quốc gia. Tuy nhiên các bạn, mãi cho tới sau này vào năm 2009, Finland Iguana mới được công nhận và ghi nhận nó là một cái loài riêng biệt so với cái dòng mà Land Iguana. Bởi vì trước đó người ta chỉ nghĩ nó là cái dòng đột biến từ con Land Iguana ra mà thôi. Nếu mà phân tích sâu vào cái gen di truyền á, thì người ta thấy cái sự phân kỳ này nó đã diễn ra vào 5,7 triệu năm trước. Rất là lâu, rất lâu luôn rồi. Ngoại hình của tụi Pin này á, thì nó y chang cái tụi Len luôn các bạn. Và cái điểm khác biệt duy nhất là ở cái màu thôi. Đối với con Pin á, thì nó có lớp màu hồng và có những cái sọc nó chạy dọc theo cơ thể. Còn con Len thì nó màu vàng. Vậy thì mình đố các bạn là tại sao Pin Igu nó lại có một cái màu hồng hết sức là baby cute vậy? Có ai trả lời được câu hỏi này hay không? Là sao vậy mọi người? Câu trả lời cực kỳ đơn giản luôn. Là bởi vì da của nó bị thiếu sắc tố các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được một cái lớp nằm dưới cái da đó. Và cái màu hồng đó được tạo nên bởi các mạch máu của nó. Mặc dù Pin Iguana có cái vẻ ngoài rất là đáng sợ, tuy nhiên nó cũng là cái loài ăn thực vật các bạn. Chứ nó cũng không có ăn mặn nữa. Nó ăn chay, ăn thuần chay ha. Pin Iguana đang là một cái loài bị đe dọa cực kỳ nguy cấp. Mặc dù thì nó chỉ có một cái loài thiên địch duy nhất, đó chính là loài diều hâu Galabarrot. Tuy nhiên nó vẫn bị đe dọa bởi những cái loài xâm lấn khác, ví dụ như là mèo hoang và chuột đen. Thì những cái con này nè các bạn, nó cũng ác lắm, nó chơi là nó sẽ ăn những cái con non cũng như là những cái trứng non, dẫn đến là những cái cá thể mới được sinh ra bị thiếu hụt trầm trọng luôn. Nó chỉ có đâu đó khoảng 200 cá thể và nó sống trong cái phạm vi rất là bó buộc và nhỏ hẹp trên cái sườn núi lửa Sói. Nó chỉ bao phủ khoảng 25 km vuông ở độ cao từ 600 tới 1000 m thôi. Nó rất là nhỏ luôn. Còn một cái mối đe dọa khác nữa, trên đảo Galabarrot thì những cái con Land Igu và những con Pin Igu nó sẽ giao phối với nhau. Cái bộ gen của nó sẽ không còn chuẩn gen nữa mà nó đã bị lai tạp giữa hai dòng với nhau rồi. Dẫn đến là trong tương lai cái loài này nó sẽ cực kỳ nguy cấp luôn. Nó không còn cái bộ gen chuẩn nữa và nó bị những cái con thiên địch khác tấn công. Vào năm 2012, Viện Khám phá Loài Quốc tế đã gọi Pin Iguana là một trong những cái khám phá mới quan trọng nhất của thế kỷ này. Thế thì tại sao nó lại quan trọng? Một nghiên cứu cho thấy Land Iguana đóng một vai trò như là kỹ sư hệ sinh thái các bạn. Nó rất là giỏi, nó có thể sửa lại cái môi trường sống của chúng theo cái hướng có lợi cho toàn bộ cái cộng đồng của tụi nó luôn. Và Pin Iguana là một trong số đó. Ban đầu thì Pin Iguana nó được gọi với tên là Rosada. Theo tiếng Tây Ban Nha thì Rosada có nghĩa là màu hồng đó các bạn. Nhưng mà theo thời thế thì tiếng Anh nó từ từ nó thịnh hành hơn, cho nên người ta chuyển qua người ta dùng tiếng Anh. Thì cũng tương tự như những cái dòng Iguana khác, người ta sẽ gọi cái tên của nó theo cái màu sắc của cái kiểu hình khi mà nó trưởng thành. Ví dụ như là Tobago Iguana thì lúc mà nó trưởng thành á, nó sẽ có cái nền trắng và những cái sọc đen. Saba thì là nguyên con màu đen. Lesser thì nó có cái mặt trắng, hồng và cái body nó màu đen. Tuy nhiên thì ba cái đứa này đó, lúc mà nó còn nhỏ, còn size baby á các bạn, thì nó cũng có cái màu xanh y như con Rin luôn. Ai mà không có rành á, mà đại đa số luôn, thì khi mà nhìn vô, không có nhìn kỹ thì tưởng nó là con Rin ha. Nhưng mà khi nó trưởng thành nó mới chỗ mã ra. Thì tương tự như vậy, con Pin Iguana lúc mà còn baby á, thì nó có cái màu vàng và màu xanh neon kết hợp cùng những cái sọc đen đặc trưng của cơ thể. Và khi nó trưởng thành, cái màu hồng này nó mới trổ ra
ha, chứ không phải là mới đẻ ra màu hồng đâu. Con rét cũng tương tự vậy. Con rét thì mới đẻ ra chúng ta thấy nó có màu xanh lá cây cùng với là những cái chấm màu hơi cam cam ngà ngà, cũng những cái sọc rất là nhỏ. Nhưng mà qua quá trình nó lột da, nó lớn lên từ từ thì những cái chấm đó nó mới lan cái màu đỏ ra từ từ. Và khi nó bị thành niên thì cái màu đỏ nó full nguyên con. Với cái góc độ là một cái người đam mê bò sát thì bản thân mình sâu bên trong luôn có một cái khát khao là sở hữu được một em Pink Iguana để mình có nhiều cái thời gian hơn để mình tìm hiểu về nó, để mình quan sát cái hành vi của nó. Tuy nhiên cái điều này là không thể xảy ra và nó sẽ vi phạm luật pháp của quốc tế luôn các bạn. Các bạn biết là cái số lượng của nó rất là ít, có chỉ khoảng 200 cá thể thôi. Và theo như mình biết là nó không thể xuất ra thật khai đảo Galapagos và nó được pháp luật của quốc tế bảo vệ rất là nghiêm ngặt luôn. Cho nên là cũng không có mong sở hữu làm gì. Mình nghĩ cái điều kiện chăm sóc một cái loài mà nó sinh sống ở trên một cái đảo thì cái điều kiện chăm sóc của nó cũng có những cái điều kiện đặc thù, ví dụ như về nguồn thức ăn, về cái điều kiện nhiệt độ, vân vân và vân vân. Cho nên là cũng khó mà có thể nuôi nó tốt ở trong cái môi trường nhân tạo được. Cái nhiệm vụ của mình là bây giờ mình cố gắng mình kiếm tiền, sẽ làm một chuyến du lịch qua đảo Galapagos và mong là sẽ gặp được em nó ngoài đời. Và nếu có duyên nữa thì cho sợ cái lấy vía, lấy hên. Như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi các bạn, chứ không nhất thiết là phải sở hữu đâu. Để có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin về cái dòng Pink Iguana này thì các nhà khoa học đã phải tiến rất là sâu vào cái dãy núi lửa, đi sâu vào cái lãnh thổ của nó. Bởi vì cái số lượng của giống loài này thì không có nhiều và nó chỉ sống tập trung xung quanh cái khu vực núi lửa, ngọn núi lửa này thôi. Và để thực hiện được những cái buổi đi thám hiểm, quan sát như thế này thì các đoàn làm phim ở nước ngoài cũng phải xin phép cơ quan chức năng sở tại, và cũng như là cơ quan chức năng cũng phái theo một cái đội để mà bảo vệ nghiêm ngặt cái loài này. Bởi vì cái loài này là đứng trên cái nguy cơ tuyệt chủng rất là cao rồi, rất là hiếm, cũng rất là khó khăn để mà có thể tìm kiếm, do chúng nó có những cái hang mà nó sẽ trốn. Bạn thấy là các nhà khoa học lấy cái kích thước của cái vòng đầu, của cái chiều dài thân, cũng như là quan sát những cái đặc điểm về hình thể để có thể ghi nhận. Và sau khi đo đạt xong thì các nhà khoa học thả nó về với thiên nhiên, tránh gây cho nó những cái việc bị stress do tiếp xúc với con người. Ok, vừa rồi là những cái điều thú vị liên quan tới cái dòng Pink Iguana. Hãy đón chờ những video clip lần sau, mình sẽ mang đến những cái điều thú vị liên quan tới những dòng động vật khác. Bye bye.